Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đài Bảng. Khi mà băng giang hồ Đồi Hoa Mai do Hai Chi cầm đầu còn lộng hành, thì Hai Sang con ruột của Hai Chi được xem như là một sát thủ thực sự, dù tuổi đời còn khá trẻ. Đặc biệt chính Hai Sang là người chủ mưu rất nhiều phi vụ thanh trừng các chùm giang hồ khác khi có ý định cạnh tranh với Hai Chi, trong đó có việc chặt dụng luôn cả hai tay của Tai Gấu. Để biết thông tin chi tiết về gã sát thủ này, xin mời quý vị đón xem. Tiểu sử Hai Sang, giang hồ cộng cán Bình Thuận, chặt dụng hai tay của Tai Gấu. Hai Sang tên thật là Nguyễn Thành Sang, sinh năm 1985, ngụ tại thôn Nghĩa Hiệp, xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Được biết, Hai Sang là con trai của Hai Chi, một kẻ được xem như giang hồ khét tiếng vùng Hàm Tân từ những năm 90. Sinh ra trong một gia đình mà có người bố là giang hồ cộng cán, thì Hai Sang ngay từ nhỏ đã bộc lộ tính cách ngỗ ngược, thích lao vào những trận đánh nhau để lấy số má. Đương nhiên, Hai Sang đánh ai thì người đó cũng chẳng dám đánh lại, bởi đứng sau hắn chính là ông bố quá khét tiếng trong vùng. Chính vì những thành tích giang hồ của mình mà từ năm 16-17 tuổi thì Hai Sang đã trở thành một đầu gấu khét tiếng trong vùng. Vào năm 2002, Sang vào xóm Người Nùng, thôn Nghĩa Hiệp, xã Tân Nghĩa trêu ghẹo con gái nên có xích mích với thanh niên của xóm này. Sau đó Sang dẫn đồng bọn lăm lăm hung khí trong tay và xông vào xóm Người Nùng vào ban đêm để tìm thanh toán những thanh niên tại đây, trong đó có con trai của ông Hoàng Như Vải. Quá hoảng sợ, con trai của ông Vải đã dùng hàng nóng tự chế bắn thủng ruột một đồng bọn của Sang là Trần Vĩnh Khương. Dù con trai ông Vải chỉ phòng vệ, nhưng sau cùng phải lãnh 2 năm tù, trong khi băng nhóm của Sang vẫn không bị xử lý gì. Sau vụ án trên, Hai Chi tuyên bố sẽ san bằng xóm Người Nùng và sẽ cắt đầu ông Lý Việt Hòa, nguyên trưởng công an huyện Hàm Tân, người có uy tín tại xóm này. Xóm Người Nùng cũng không vừa, tuyên bố nếu băng Hai Chi vào đây, họ sẽ tử thủ nên Hai Chi mới chịu bỏ qua. Một trong những vụ án chính là việc Sang cùng Lê Hữu Đức tấn công anh Cao Tấn Tình vào ngày 27 tháng 5 năm 2005. Trong lúc chơi bóng chuyền tại thôn An Bình, xã Sông Phan, giữa Sang và anh Tình có cãi với nhau, Sang đã đưa dao dựa cho Lê Hữu Đức chém vào cánh tay trái của anh Tình, khiến anh phải mang thương tật 10% vĩnh viễn. Tiếp đến ngày 6 tháng 6 năm 2005, Sang cùng ba chiến hữu của mình cầm hung khí tấn công anh Từ Tấn Giao cùng ngụ tại xã Tân Nghĩa. Cụ thể vào lúc 15 giờ ngày 6 tháng 6 năm 2005, Đặng Văn Lên sinh năm 1983, trú tại xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, ghé vào nhà Lê Hữu Đức chơi. Một lúc sau, Nguyễn Thành Sang cũng đến. Lên mượn xe của Sang chạy về nhà thay quần áo. Trên đường trở lại, Lên phát hiện Từ Tấn Giao sinh năm 1983, trú ở xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, Bình Thuận, đang ở trong tiệm cắt tóc của chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Lên đã báo cho Sang biết tin này, vì trước đó Sang đã bị Từ Tấn Giao và một số người khác đánh. Sang bảo Đức chuẩn bị gậy để lên quán Tuyền đánh Giao. Đức không cầm gậy mà sử dụng một con dao Thái Lan. Đến tiệm cắt tóc, Sang chỉ Từ Tấn Giao đang nằm trên ghế. Đức lao vào vừa đấm vừa chém dao nhiều nhát. Nhờ Nguyễn Thị Thanh Tuyền cùng thợ cắt tóc vừa can ngăn vừa hô hoán kêu cứu nên Đức bỏ chạy. Giao được đưa đi cấp cứu tại trạm xá Tân Nghĩa. Biên bản của tổ chức giám định pháp y tỉnh Bình Thuận kết luận Giao bị chấn thương mắt trái tỷ lệ 2%, gãy thân răng 3.1, 4.1 tỷ lệ 4% và chấn thương phần mềm ở ngực với tổng tỷ lệ thương tật là 7%. Lê Hữu Đức đã bỏ trốn. Tuy nhiên, không phải lúc nào Sang cũng toàn thắng trong những cuộc ẩu đả đâm chém. Cách đây khoảng hơn một năm, Sang dẫn đàn em sang khu vực Bình Ngãi để đánh nhau với con của ông Năm Hát và bị lãnh một trận đòn như tử, phải vào bệnh viện cấp cứu. Hai Chi đã điền tiết lên và cử thọ đại tá nhiều lần mật phục để truy sát tới cùng con trai của ông Năm Hát, nhưng không tìm được. Cầm đầu, vụ chặt dụng hai tay Tai Gấu. Đầu những năm 2000, khi thanh thế đã mạnh dần lên, Hai Chi và những tên dưới trướng bắt đầu bắn tin tới những tay anh chị cộm cán nhất trong khu vực như Thơ Đèn, Đỗ Ngọc Thơ ở Tân Nghĩa Hàm Thuận, Tai Gấu, Võ Văn Tài ở Tân Lập Hàm Thuận Nam, nhằm liên kết với nhau độc chiếm quyền bảo kê và khai thác dịch vụ bia ôm đang mọc lên như nấm hai bên quốc lộ 1A, đoạn từ ngã ba ra đến Hàm Thuận Nam. Tai Gấu và Thơ Đèn cũng là những tay anh chị nhưng ít nhiều trong huyết quản cũng còn sót lại một chút máu nghĩa hiệp, nhất quyết từ chối thẳng thừng. Thơ Đèn chê Hai Chi là đứa bất nhân, dứt khoát không hùn hạp gì sất. Tai Gấu thuộc hàng giang hồ solo, không những không muốn dây dưa với loại tiểu nhân đắc chí như Hai Chi, mà còn công khai tỏ ra không coi thế lực của băng Đồi Hoa Mai ra cái thá gì.
Không ít lần, hai tay anh chị này còn công nhiên can thiệp vào công việc của Hai Chi, bênh vực những kẻ cô thân cô thế bị anh em tên hung thần ức hiếp. Ngoài mặt, Hai Chi vẫn cười nói như không, gặp mặt đàn anh vẫn thân mật, mời thuốc nước, nhưng trong lại ngấm ngầm tìm cơ hội hạ đòn độc, loại trừ đối thủ. Chính Hai Chi đã khai nhận, một đêm tháng 3 năm 2003, hắn đã điều ba sát thủ chặn đường thanh toán thơ đen khi tay này đi thăm nuôi vợ ốm ở bệnh viện Phan Thiết. Do trời mưa, đêm đó thơ đen đã không về, sát thủ của Hai Chi đành thu kiếm về không. Thoát chết trong gang tấc nhưng không thoát được ân oán giang hồ. Đêm ngày 9 tháng 4 năm 2003, thơ đen đã bị 5 kẻ bịt mặt do Nguyễn Công Thọ chỉ huy tấn công bằng búa, đánh gãy nát cả hai chân, phải điều trị nửa năm trời mới tập tễnh đi lại được. Tai gấu cũng không may mắn gì hơn. Chiến tranh với anh em nhà Hai Chi chưa kịp nổ ra, anh ta đã phạm tội phải vào tù. Đầu năm 2005 được trả tự do, Tài mở một quán cà phê nhỏ mang tên Gió Bụi ở Tân Lập làm kế mưu sinh. Mối xích mích với anh em nhà Hai Chi, Tài cũng không còn lưu tâm đến. Bởi lẽ, Tân Lập nằm cách ngã ba 46, lãnh địa đang bị anh em tên hung thần thao túng gần cả chục cây số. Việc làm ăn cũng không ai, ảnh hưởng đến ai. Đêm ngày 6 tháng 4 năm 2005, quán vắng khách, Tài mắc võng nằm trong nhà nghe nhạc, không chú ý gì đến ba ông khách đang ngồi uống nước ngọt nhưng hầu như chẳng nói một lời ở bên ngoài. Ba ông khách này là Nguyễn Thành Sang, Nguyễn Văn Thọ, một sát thủ được rước từ thành phố Hồ Chí Minh ra, và Nguyễn Hữu Đức, đàn em của Hai Sang. Tên này đã cùng Sang tham gia vụ chém anh Từ Tấn Giao, hiện vẫn đang bỏ trốn. Được một lát, Sang hất đầu ra hiệu. Nghe như cắt, cả ba tên đồng loạt đứng dậy, rút kiếm xông vào gian phòng, chém túi bụi vào tai gấu. Khi cả hai cánh tay và bốn ngón chân của tay anh chị này đã đứt lìa, văng xuống nền nhà, tên Sang bảo đủ rồi, ba tên sát thủ mới chịu ngừng tay và vội vã tháo lui. Ngay trong đêm đó, gia đình Tài Gấu đã phải gom nhặt phần chân tay đã bị đứt, đem ướp nước đá và chuyển ngay vào bệnh viện. Hai cánh tay và những ngón chân của Tài đã được nối lại thành công, cho nên anh ta không bị biến thành một phế nhân. Thừa biết ai là tác giả của vụ thanh trừng đẫm máu này, nhưng với bản tính của một tay anh chị thứ thiệt, Tài Gấu không làm đơn tố cáo, cũng không mang chuyện trả thù. Cho đến khi vụ án Hai Chi và đồng bọn nổ ra, hàng loạt nạn nhân của Hai Chi, kể cả thơ đen, đều đồng loạt tố cáo tội ác của bọn hung thần, Tài Gấu vẫn một mực im lặng. Giữa tháng 6 năm 2005, khi nhóm nhà báo tìm cách bắt liên lạc với Tài nhằm thu thập thông tin, Tài vẫn có ý lảng tránh. Giá phải trả quá đắt, không muốn dây dưa gì thêm. Có lẽ sự im lặng của Tài Gấu là một biểu hiện muốn vĩnh viễn đoạn tuyệt với quá khứ giang hồ. Tuy nhiên, bằng nỗ lực, ban chuyên án vẫn không vì thế mà để tội ác bị che lấp. Ngày 13 tháng 7, Nguyễn Thanh Sang đã cúi đầu nhận tội chủ mưu vụ mưu sát. Khi đứng ra tổ chức và tiến hành tội ác tài trời này, tên giang hồ Nikolai vẫn chưa đầy 20 tuổi. Cả Nguyễn Thanh Sang và Nguyễn Hữu Đức đều sinh năm 1985. Cùng với Nguyễn Văn Thọ và Nguyễn Hữu Đức, Hai Sang đã bị ban chuyên án khởi tố bổ sung về tội giết người. Cũng trong ngày 13 tháng 7, ban chuyên án đã quyết định sẽ cho khai quật để khám nghiệm lại tử thi của nạn nhân Nguyễn Trung Đức nhằm xác định rõ nguyên nhân cái chết của anh này trong đêm 12 tháng 9 năm 2001. Trong một diễn biến khác, công an tỉnh Bình Thuận đã khám phá và ngăn chặn kịp thời một vụ mưu sát trong trại giam. Lần này kẻ suýt trở thành nạn nhân chính là Hai Chi. Quá tàn ác, ngoài đời gây thù chuốc oán quá nhiều nhưng vẫn liên tục lọt tội, trong khi cả nạn nhân và đối thủ của hắn thì đều vào tù hoặc bị tàn phế suốt đời. Vì thế nhiều kẻ thề sẽ thanh toán nợ đầy đủ với Hai Chi khi có dịp. Vào trại giam, tên hung đồ này đã có dịp giáp mặt với những mối oan gia. Rất may điều tệ hại nhất đã không xảy ra. Còn nhớ trước khi bị bắt, chỉ một thời gian ngắn Hai Chi bị bệnh, phải vào bệnh viện An Phước chữa. Khi cầm kết quả thử máu, tên này đã hung hăng tuyên bố: "May mà âm tính, nếu không tao cho nổ lựu đạn chết hết." Dĩ nhiên, khi nói câu này, Hai Chi cố nhắm vào ban chuyên án. Cuối cùng, lại chính những người mà hắn đòi ăn thua đủ ấy đã kịp thời cứu mạng hắn. Thoát chết, tên hung thần đã tỏ ra ngoan ngoãn hơn, khai báo thành khẩn nhiều vụ việc nghiêm trọng, dẫn đến việc bắt giữ Trần Vĩnh Trị và một số tên khác. Chính hắn đã viết thư cho gia đình, kêu gọi Tư Gà Lôi ra đầu thú. Đền tội. Với những tội ác mà mình đã gây ra, sát thủ Hai Sang đương nhiên không thể tránh được sự trừng phạt của pháp luật. Khoảng 9 giờ sáng ngày 7 tháng 7 năm 2005, ban chuyên án triệt phá bằng nhóm xã hội đen Đồi Hoa Mai đã tiến hành khởi tố, đồng thời thi hành lệnh bắt giam Nguyễn Thành Sang. Sang bị bắt gần Ủy ban Nhân dân xã Sông Phạt khi đến thăm nhà vài người bạn tại đây. Khi bị bắt,
Sang tỏ ra khá bất ngờ và không có phản ứng gì. Sau khi hoàn tất thủ tục ban đầu, bị can Nguyễn Thành Sang được ban chuyên án di lý về trại tạm giam công an huyện Hàm Tân để bảo đảm cho việc điều tra. Cuối cùng, vào ngày 31 tháng 3 năm 2006, hội đồng xét xử tuyên phạt vì tội danh trên đối với các đồng phạm của Sang là Lê Văn Thọ sinh năm 1985, mức án 8 năm, Trần Minh Hải 1987, 7 năm. Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường cho nạn nhân trên 34 triệu đồng. Với vụ án chặt tay tài gấu, cộng thêm vụ chém từ tấn rào, thì tổng mức án mà Hai Sang phải nhận lên đến 13 năm tù. Sau đó, cả Hai Sang và Hai Chi cùng thụ án tại trại giam Hàm Tân tại Bình Thuận. Được biết thì đại ca đất Bình Thuận này đã được ra tù từ khá lâu, nhưng tung tích gần như biến mất trên giới giang hồ. Trên đây là tiểu sử Hai Sang, giang hồ cụm cán Bình Thuận, chặt dụng hai tay của tài gấu. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng. Xin chào và hẹn gặp lại.